Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Phát. Hiện tại thì mình đang ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Thị xã Sông Cầu thì nằm cách thành phố Tuy Hòa tầm 50 km đi về hướng Bắc và chạy theo quốc lộ 1A. Hôm nay mình sẽ có một chuyến đi là ra khám phá Vịnh Xuân Đài và đi chung với mình là một đoàn câu cá. Thì mình sẽ vừa ra để khám phá Vịnh Xuân Đài và câu cá trên vịnh. Thì chuẩn bị ra thì trời bắt đầu đổ mưa. Mùa này thì là mùa đông giao nhau với mùa xuân nên thường có những cơn mưa rào và kèm theo thời tiết rất là lạnh. Không biết thì hôm nay mình sẽ đi ra tới ngoài đó có còn thời tiết có ủng hộ để cho mình quay cho các bạn xem hay không. Thì chuẩn bị xuất phát, mời các bạn cùng theo chân mình nha. Mình vừa ra tới cửa vịnh thì trời trở mưa rất là lớn và gió rất là to. Hôm nay trời mưa gió nên là nước biển không phải là màu xanh biếc, nó chuyển thành màu xanh ngọc rồi. Chứ nếu mà bình thường các bạn đi vào những tháng nắng hoặc là những cái tháng mà giữa năm, thời tiết đẹp, nắng đẹp thì nước biển ở đây màu xanh rất là đẹp. Và bãi biển ở đây thì cát trắng rất là mịn. Tại vì bãi biển ngồi đây du lịch chưa khai thác nên cái vẻ đẹp nó rất là còn hoang sơ, rất là tự nhiên. Bây giờ mình và mọi người cùng nhau đi ra đến những cái ngọn núi xa xa đó để khám phá cái nét đẹp hoang sơ của Vịnh Xuân Đài. Mời các bạn cùng theo chân mình nha. Đó thì đó là cái những cái ngọn núi mình, điểm đến của mình. Thì từ đây mình đi ra đó thì chắc tầm khoảng 30 phút trên ghe nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà đi ghe mà say sóng thì nên cân nhắc. Sau 30 phút đi trên ghe thì mình cuối cùng đã tới được cái ngọn núi mới nãy mình đứng nhìn thấy từ đằng xa. Ra đến đây thì trời đã hết mưa và bắt đầu thấy những tia nắng rồi. Nước biển ngoài đây thì đang xanh biếc. Ở ngoài thì rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu sơ về Vịnh Xuân Đài. Thì Vịnh Xuân Đài là một vịnh nhỏ thuộc địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cửa sông rộng tầm 4 km và độ sâu nước ở đây thì tầm 7m đến 18m. Còn bờ vịnh dài tầm khoảng trải dài 50 km. Những cái dãy núi ở phía trước là dãy núi Cổ Ngựa. Dãy núi Cổ Ngựa thì chạy dài ra biển khoảng 15 km và tạo thành bán đảo Xuân Thịnh bao lấy Vịnh Xuân Đài. Như các bạn nhìn trên cao nhìn xuống thì các bạn sẽ thấy một cái vịnh, nó có một cái cửa biển và nó đi sâu vào trong, nằm chính giữa, bao bọc khoảng ba mặt là núi, còn ở giữa là một cái vịnh nên biển ở đây nó rất là êm, sóng rất là êm. Các bạn sẽ thấy những cái bè mà nổi nổi trên mặt nước thì sẽ thắc mắc là ở đây là những cái gì mà tích ở ngoài vịnh. Thì ở đây là nơi mà nuôi tôm hùm lớn nhất Việt Nam. Trên những cái bè này thì người ta sẽ nuôi tôm hùm, nuôi hào và nuôi cá bóp. Cuộc sống ở ngư dân ngoài đây là chủ yếu là nuôi thủy hải sản ở trên cái vịnh này. Nếu mà các bạn có dịp đi ra đến ngoài đây thì các bạn sẽ nhìn thấy được ở ngoài rất là đẹp. Biển rất là xanh và nước sóng rất là êm. Ở đây á, là được bao quanh, được ba mặt là dãy núi hùng vĩ nên là nó rất là sóng êm. Cũng là một nơi mà nghỉ dưỡng hoặc là tắm biển rất là lãng mạn. Ra đây thì được ăn hải sản như là tôm hùm, như là cá bóp hoặc là tất cả các loại hải sản rất là tươi sống luôn.
Nhưng mà hôm nay mình chuyến đi này mình sẽ đi ra ngoài đây đi theo những anh em đi câu cá, nên bây giờ mình sẽ kiếm một cái bè mình ngồi mình câu cá. Chủ yếu là ra đây quay cho các bạn xem thôi chứ cũng đừng có mong chờ gì kết quả câu cá của mình nhiều. Mình thì hồi xưa giờ mình không có đi câu cá ngoài biển nên là đi chủ yếu là trải nghiệm. Ra đây nhìn một bên là biển, một bên là núi, rất là hùng vĩ. Đó là đây là cái trại nuôi tôm hùm nè. Tôm hùm thì được bỏ trong những cái lồng và thả xuống mặt biển, thả xuống biển và cho thức ăn. Đến ngày thì vớt lên và đem đi bán thôi. Cuộc sống ngoài đây cũng nhiều người sống trên biển lắm. Như các bạn ở miền Tây thì sẽ thấy người dân sống trên sông, còn ở đây thì người dân sống trên biển để nuôi trồng thủy hải sản. Rất là nhiều bè luôn. Các bạn nhìn từ trên cao xuống chắc rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái bè nào đó để mình ngồi mình câu cá nha các bạn. Thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video hay hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thì sau 30 phút đi ghe ra tới nơi thì mình đã lên được một cái bè mình ngồi. Và hôm nay mình sẽ thực hiện là một chuyến đi câu cá ở ngồi bè, ngồi biển. Đồng hành với mình là có hai bạn nữa đang ngồi chung một cái bè với mình đây. Không biết thì anh em hôm nay sẽ thực hiện chuyến câu cá này như thế nào, có thành công hay không. Và thấy là, như các bạn đã thấy là ngồi đây là một nơi nuôi tôm hùm. Nuôi cá và nuôi hào cũng xếp hạng lớn nhất ở Việt Nam. Đó, như những cái lồng phía trước đó là nuôi tôm hùm. Con tôm người ta sẽ bỏ vào trong cái lồng đó, xong rồi thả xuống dưới và cho nó ăn. Lớn rồi thì sẽ vớt nó lên và đi bán thôi. Mình sẽ câu bằng một cái cần câu máy và một cái cần câu tay. Mình mới vừa xuống cần thì không biết là hôm nay có bị mớm hay không. Đây là hai người bạn đồng hành. Say hello cái coi. Không biết chuyến đi câu này có bị mớm hay không nè. Okay, các bạn thì ở đây cảnh rất là đẹp. Mình chủ yếu là ra đây để trải nghiệm thôi chứ cần gì câu chứ nhiều. Đó. Thì mình đang ngồi trên một cái bè nuôi hào. Đó. Thì bình thường các bạn chỉ... Ui, thấy một con cá. Bình thường các bạn ăn hào thì các bạn cũng chưa biết cách nuôi là sao đây. Đây là cái sợi dây hang nuôi hào. Mình sẽ kéo lên cho các bạn coi. Đó, đây là những con hào con. Rất là dài ở phía dưới nữa. Thả cái sợi dây này xuống mà sao cá hào bu lại mình không biết luôn. Đó, trải nghiệm thực tế luôn. Đó, đây là một cái sợi dây hào. Mình sẽ kéo lên. Đó, đây là hào nha các bạn. Hào để chắc nuôi không cần cho ăn gì đâu. Chỉ cho nó bám thì nó sống hay sao đó. Nhưng mấy con này còn nhỏ. Đó, bên kia là thấy một anh đang bắt tôm hùm. Đó, anh đang bắt tôm hùm. Nếu mà các bạn có một trải nghiệm mà đi ra ngoài đây chơi hoặc là ăn tôm hùm là rất là bình thường. Mình ra đây mình bắt cá dưới này lên luôn. Mồi câu cá hôm nay thì chỉ cách đây là ruốc thôi.
Mình sẽ cầm mấy con ruốc này, mình sẽ quăng xuống để cá nó tập trung lại. Mình câu thôi. Mình mới ra thôi, mình cũng chưa câu được dính cá nào hết, mới bỏ cá xuống thôi. Thì các bạn sẽ chờ xem kết quả của ngày hôm nay của mình như thế nào nha. Chắc là mình sẽ câu từ đây tới 4 giờ chiều. Mình sẽ đi về. Mình ngồi câu từ sáng tới trưa thì vẫn cũng không được con cá nào, và trưa thì bắt đầu trời đổ mưa thì mình phải chuyển chỗ. Thực sự thì ngồi ở ngoài này từ sáng tới trưa thì rất là mệt rồi, vừa đói mà vừa bị mình say sóng nữa, ngồi trên bè thì cứ nó bập bềnh giữa biển thì rất là mệt luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi về và cũng không dính được con cá nào hết. Ok các bạn, thì mình đang trên đường đi vào. Thì trong lúc câu mưa quá và thời tiết không ổn định nên là mình không có quay được cho mọi người xem. Đây là một cần thủ. Và đây là thành quả của cần thủ nha các bạn. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem câu cá biển là như thế nào. Đây là thành quả của một cần thủ đã câu xong. Vậy mình sẽ cho mọi người xem. Wow. Đây là con cá đù. Con này thì mình bả bàn tay rồi, chắc bự hơn gấp 2-3 bàn tay như mình. Con này tầm mấy ký chú? Con này chắc tầm 2 ký á. Được một cặp 2 ký. Ở dưới có một con nữa. Wow. Rất là nặng, cầm lên được luôn. Hút cái màn á. Wow. Khủng lồ không? Quá bự luôn. Đó, thành quả được như đó thôi. Wow, ở đây rất là ồn. Ngồi ngay vô xe rất ồn. Đây là người tạo ra kết quả đó. Đó đẹp trai. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi về. Này mọi người ngày đẹp trời, mình sẽ đi câu và quay lại quá trình mà khi mình câu được những cá lớn như vậy. Ok, bye mọi người. Mọi người chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký.